chào tất cả các chị và các bạn đã quay trở lại với chia sẻ tiếp theo của kênh Pado Official ha. Thì đây là cái bộ sấy thì mình mới vừa tháo ra. Tuy nhiên có một số cái điểm lưu ý là khi mà mình sử dụng máy hồi xưa giờ mình thấy là khi mà cái trong cái bộ sấy này nè, khi mà các bạn và các anh chị chạy mà nó chạy ra cái tờ giấy xong mà các anh chị nó nghe cái tiếng kẹt kẹt ở trong cái bộ sấy này, mà nó giống như cái mình nó bị cạ một cái gì đó, thì các anh chị nên tháo cái bộ sấy ra và chúng ta vệ sinh cái trục ép. Tại vì khi mà trục ép của chúng ta khi mà chạy qua một thời gian thì nó sẽ bị dính mực và nó sẽ dính dày quá, thì nó ép lên cái bộ ép của mình, nó ép lên cái trục ép, và khi đó là mình khi mà mình khi máy nó chạy nó cảm giác là nó nặng và nó có giống như bị cạ một cái gì đó. Thì đây là một trong những mà mình cái mà mình cảm thấy là đôi khi mình không có để ý tới, thì khi máy nó có cái hiện trạng đó thì chúng ta vệ sinh thì nó sẽ hết thôi ha. Thì cách tháo cái bộ sấy thì dễ rồi, các anh chị cũng đã biết rồi ha. Thì cái trục ép ở đây thì lâu lâu các anh chị, nếu mà các anh chị cảm giác mà các anh chị chạy nhiều á, chạy nhiều, thứ nhất là chạy nhiều, thứ hai là chạy những cái bảng khô mà nó có mực đậm á, thì chúng ta nên một thời gian là chúng ta nên lấy cái bộ sấy ra, chúng ta vệ sinh cái trục ép này. Thì để tháo cái trục ép thì cũng đơn giản, phía sau này nè, các anh chị lấy lên, các anh chị úp này xuống, chúng ta tháo ra, rất là đơn giản thôi. Ở bên này nó có hai con ốc, chúng ta tháo ra rồi, chúng ta đẩy lên. Thì đây là các anh chị thấy không, cái trục ép lâu ngày là nó cái mực nó dính rất là nhiều. Với cái tình trạng này thì như nãy mình nói là nó sẽ bị kêu, tiếng kêu kẹt vậy đó. Do đó chúng ta sẽ đi vệ sinh cái bộ sấy này đi ha. Thì vệ sinh thì đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng một cái vật cứng gì đó, chúng ta cà hết là nó xong rồi. Rồi ở đây mình sử dụng những cái kéo này, mình ra trước mình vệ sinh ha. Rồi sau khi các bạn thấy là vệ sinh xong ha, là cái trục ép nó trắng như thế này nè đó. Thì sau khi vệ sinh xong thì cứ bỏ vô thôi, có cái khóc như thế này thì mình cứ bỏ vô bình thường rồi. Cái này thì vệ sinh rất là nhanh, không có gì mà khó khăn hết. Đó, chỉ cần một cái thao tác đơn giản, chúng ta tháo cái bộ sấy này ra, chúng ta tháo cái này ra là chúng ta đã vệ sinh được và chúng ta đã khắc phục được cái tình trạng là cái máy nó chạy nó giống như nó bị cạ. Đôi khi những cái này chúng ta không có để ý đâu nha các bạn ha. Đôi khi mình chạy nhiều nhưng mà cũng để ý, nhưng mà khi mà nghe cái tiếng máy nó chạy, nghe tiếng nó cạ rồi nghe chỗ bộ sấy rồi là lúc đó là mình biết là cái trục ép này nó đã bị đóng mực rất là nhiều, do đó là mình sẽ tháo ra mình vệ sinh rồi sau đó mình lắp lại thôi. Đó là một cái chút cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là trong thời gian chạy có đôi khi các bạn sẽ không để ý, giống như mình chạy như vậy, đôi khi mình chạy nhiều quá mà cũng không có để ý mình vệ sinh trục ép đâu, nhưng mà khi mà nghe tiếng nó giống như tiếng cạ ở trong cái lô sấy á, thì mình cứ tháo ra mình vệ sinh cái trục ép thì nó sẽ hết ha. Rồi hy vọng một chút kinh nghiệm chia sẻ đến cho tất cả các bạn mới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha, bye bye.